Hồi tới anh Mười bị tai nạn rồi, Mười thụt cây sắt vô. Mười xin chào cả nhà. Sau lưng Mười bây giờ quá trời luôn là bại binh bố trận nè. Hai vợ chồng Mười đang chuẩn bị bắt đầu làm cái túp liều tranh. Đây, đây là cái mô hình của cái túp liều tranh nè, thấy chưa? Ở bên này á, mình mua đồ về á, cái gì cũng vậy hết á. Dụ như cái bàn, cái tủ, cái giường, cái ghế, bất cứ cái gì mình về mình cũng phải tự ráp hết trơn á. Chứ nếu mà mướn thợ lại làm á là tốn nhiều tiền dữ lắm luôn, nhiều khi á hả còn hơn là cái món đồ của mình mua nữa đó. Cái nhà này là nó cũng không có khó ráp đâu nè. Đó, mấy cái này là cái tường đó nè, nó nhựa nhưng mà nó chắc lắm nha bà con, chứ không có phải nhựa thường mình đâu, nhựa nhưng mà rất đặc biệt nha. Nó mắc cũng ngang ngửa với cái nhà gỗ luôn á, chứ không có rẻ đâu đó. Mà nó bền hơn, nó không có bị hư, nó bền hơn, nó không có bị hư, gỗ nữa. Mưa nắng nữa mau hư đó. Bây giờ Mười làm việc đây, Mười nắng quá, Mười đội nón lên làm việc rồi Mười sẽ quay lại toàn cảnh là hai vợ chồng lắp ráp như thế nào cho bà con mình xem nha. Anh Mười mà trước khi vô việc là phải có cô la cô liếc cho anh Mười mới chịu, chứ không là anh Mười ảnh đình công á. Làm một ca nước để dành, để về đây lát hồi khát nước uống, chứ để tay chân dơ rồi mà khát mất công đi làm nước lắm. Để cho anh Mười anh uống trước đi, với để anh nói Mười đổ thừa. Là anh Mười vô đi rồi làm việc anh Mười. Đó. Đó. Vô. Vô cái nó làm cái cắt rồi đó. Cái chỗ này cấn quá. Để sát đây luôn à. Đây vô rồi đó. Làm hả? Dạ. Ôi da, ôi da, chết mẹ, cạt tay rồi. U. Mang qua tay vô làm đi. Ôi da. Lấy vô tràm xin. Lấy vô tràm. Vô đây đi. Mười không có chuyên nghiệp mà con ơi, mới ra có mấy phút bị tai nạn nghề nghiệp rồi. Ồ. Nó không có chảy máu, nó chỉ bị kẹt vô cái khe rồi mười kẹp nó lại thôi à, chứ nó không có chảy máu. Nhưng mà sức dầu tràm vô không sao đâu, tại vì ở nhà Mười có thần dược á, cái dầu tràm đó rất là lợi hại luôn. Mười rất là nhiều lần đã review với cả nhà cái chai dầu tràm đó. Ví dụ như mà bị dập tay dập chân hay là rớt cái gì đó, bầm dập gì đó, cứ sức dầu tràm vô, cứ đổ vô đi rồi ngồi cứ vuốt vậy khoảng chừng 10 phút thôi là nó tan máu bầm luôn, nó không bị gì hết trơn á. Cái dầu tràm này nó lợi hại lắm. Wow. Mười là dân cầm dao cầm kéo à, vô cái vụ này cầm là không được. Vô biết ít khi nào gặp tai nạn nghề nghiệp hết đó mà vô này bị rồi. Ôi dạ. Để giờ Mười đi vô nhà, Mười lấy bao tay, Mười đeo. Hồi nãy giờ Mười cứ bóp dầu vô nè, Mười bóp hoài luôn, bóp nãy giờ chắc cỡ 10 phút rồi đó. Nó tan máu bầm luôn, nó không có bị dập tay, nó đỡ đau nhiều lắm rồi. Đó, giờ mười đeo bao tay vô mười làm việc lại được rồi, đeo đỡ bao tay rửa chén đi chứ không có bao tay chuyên nghiệp nữa. Bữa có cái bao tay kia mà đi bắt hào rồi bỏ bên quên bên Hòa Lan rồi. Giờ mười đeo vô mười làm phụ anh Mười. Giờ phụ anh Mười được cái gì đây? Không không lát nữa đó, lát nữa đó, bây giờ chưa được làm.
Vô phá phá lát gõ sao lát bể tấm này luôn chết luôn. Nghĩ vậy. Công nhận nó chắc quá ha. Vậy mà mười cứ sợ nó không chắc. Nó này nhảy cũng được hết à. Chắc ngon lắm. Bắt ốc hả anh Mười? Dễ bắt không? Cho muội thử à. Công nhận qua đất rồi, giờ đủ thứ nghề hết à. Con của thợ mộc mà. Con thợ mộc hay quá, mới vô làm mấy cái dập tay rồi mà đặt. Vô chưa? Chưa vô. Một bức tường đã được dựng lên rồi. Để tới bức thứ hai à. Để có mười đạn mình luôn. Mười về dữ quá. Ô vô luôn rồi nè. Vô luôn hả? Vô. Mà thắt sắt. Cái kia muối gì mà. Dạ. Rồi, xuống rồi. Thôi, chắc là cái giờ mười cầm cái con ốc này nè, sau khi nó vô cái khớp rồi đó, mười bỏ nó vô đây dặn nè, đó. Dặn lại nó như cái quan này đó, thấy không, là nó cứng à, nó cứng ngắt rồi nè, cứng dặn hết nổi là được rồi. Rồi giờ tới vô đây nè, cái cánh cửa sổ này là để lát mình ráp vô đây nữa nè. Đó, nhìn hoành tráng quá vậy. Để chừng nào mình mới ráp cái cửa. Cửa là cuối nha. Không có chỗ đi ra vô phải không? Hả? À, mình cũng vậy. Hỏi cậu. Giống như xây nhà vậy. Ngớt lắm. Giống xây nhà. Giống như xây nhà vậy, nó hỏi làm gì chứ. Không lẽ gắn cái cửa trước. Gắn cái cửa trước rồi sao đi ra đi vô. Mua đưa cái búa cho Vinh luôn. Hồi nãy giờ là nghỉ trưa, ăn cơm, ăn nước xong rồi, giờ mát trời rồi ra làm tiếp hiệp 2 nè. Coi như được mấy bức tường, mấy bức là dựng lên được hết trơn rồi nè. Bây giờ còn làm cái mái với lại cái cửa nữa là sắp xong rồi. Với cái cửa sổ nữa. Đó. Giờ anh Mười anh phải dùng cái kìm để siết mấy cái con ốc lại, nhiều khi dặn tay nó không có cứng. Giờ phải siết nó lại. Cái nền chắc lắm luôn. Tường cũng chắc lắm luôn. Cưng lắm rồi à, thấy vậy chắc chứ cứng chắc lắm á. Mười đu lên mà không sụp luôn nha. À, đó thấy chưa. Thấy chưa. Đó cứng lắm. Thấy vậy chứ cứng. Không có sợ gió thổi đâu. Hai cánh cửa đã được dựng lên, bây giờ chuẩn bị ráp cái nóc. Đúng, nó xuyên qua luôn. Giờ đè gắn hai cái đầu kia vô, giờ cây sắt đúc không được, giờ phải mở ra hết làm lại. Khổ vậy đó. Từ từ. Ui cha.
Tôi trao á. Tôi trao á. Thôi kệ. Hồi tối anh Mười bị tai nạn rồi, Mười thụt cây sắt vô. Giờ lấy dầu trạm. Để làm mấy cái này không mấy cái gì. Mình khi bài đẩy cái Mười đẩy. Cái Mười mình nó tự ký Mười đẩy. Đó, hết sạn. Ủa chứ phải đứa trong đứa ngoài. Chắc Mười vô trong không? Chỗ này nặng để mình leo này. Giờ lợp mái rồi kìa. Giờ lợp mái rồi hả? Ừ. Lợp mái rồi bà con ơi. Lợp mái nữa xong rồi. Ôi, đen thui cháy đen luôn từ hồi trưa giờ nửa ngày trời rồi. Quên chiếc kèm. Quên chiếc kèm chống nắng. Đen thui thù lùi luôn. Giờ còn sức được không cơ? Hả? Giờ sức được. Giờ sức chi nữa? Nám rồi. Đi sao đi luôn. Nám luôn. Ôi quá trời. Đúng rồi, nám thiệt luôn á cơ. Nám cái mặt đen thui luôn, tay chân coi nè. Quần nửa ngày nám trời quay nắng. Hai nguyên. Nãy ta nói trời nắng hết nắng làm. Rồi được rồi đó. Rồi. Trên này cái thế này khó làm lắm. Này là con thợ mộc thiệt, có chứ bộ giỡn đâu. Ô mày nó nhảy quá. Rồi hết sĩ. Hoàn hảo. Cái đó là cái hoàn hảo đó. Hoàn hảo ta, con thợ mộc mà không hoàn hảo. Trời ơi. Ba của Mười ở bên Việt Nam là thợ mộc thiệt đó nha bà các bà con, chứ không phải giỡn đâu nha. Thợ mộc đó chuyên môn đi làm nhà. Mười lẫn gái của thợ mộc nè, ít nhiều gì cũng có cái máu rồi. Giờ làm gì nữa anh Mười? Đi xuống. Ơi nằm hơi nắng luôn, đã quá. Té bây giờ á. Cưng một té một cái là mệt lắm á. Cái nhà tình thương của Mười xong hết rồi. À, có ổ phá đồ đàng hoàng, thấy chưa? Thấy lịch sự ghê chưa? Đó. À, nhà chưa có gì hết, còn trống trơn à. Nhà mới có cái kệ à, với mấy chậu hoa thôi. Đi trên mái nhà nó vậy đó. Thấy vậy chứ nó rất là chắc nha. Cái nhà này là nó tới 100+ kg lận á. Bởi ngày hôm qua hai vợ chồng Mười làm không tới tối là lý do vậy đó. Thấy vậy chứ rất là chắc. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Cái này là mình đặt ở trên Amazon á. Rồi nó gửi DHL lại. Rồi mình lãnh, mình tháo thùng ra, rồi mình tự mình lắp ráp. Đó. Treo mấy cái trái cây vô cho nó sinh động. Trước nhà có bãi cỏ nữa nè, thấy chưa? Có mấy cây ớt Mười dời nó lại đây. Còn cái ban công ở đằng trước thì Mười trồng rau. Còn ban công này là ớt. Đây, cái trái ớt này rất là lạ. Còn mấy cái chậu lan này của anh Mười để nó hết hoa rồi đó. Anh Mười ảnh đem ra đây, ảnh cắt tỉa, ảnh để đó đó. Đây, nhà có cửa sổ nữa nè. Nhìn rất là mát mẻ. Hẹn bà con lại clip sau nha. Cảm ơn bà con đã bỏ thời giờ ra xem cái nhà tình thương của Mười.